Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác, các bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này rất là đặc xỉn của bác. Đây thì ở đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình của bác. Rất là mong của bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực của bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các khán giả và tất cả các mạnh thường quân đang theo dõi trên kênh Bản Em. Ê, mấy thanh niên nghỉ uống nước ra. Đây, nghỉ uống nước ra. Ê, anh vừa mua nước này này. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Đây là xi sắp hết rồi nhỉ? Vâng. Sắt thì cũng chở được 10 cây rồi cô bác, còn một nửa thôi. Thế chắc là một tí nữa mấy anh em vận chuyển sẽ hết. Mấy anh em để lên xe xong không? Mình nghỉ uống nước đã. Nha. Hãy xếp lên xe xong mình nghỉ uống nước đã Vân ơi. Nào, kéo đi. À. Nặng đâu mà nặng. Thấy hầu như là xe thì cũng đưa cho em sửa để em ấy chở vật liệu cô bác. Xe mới của em ấy thì thật sự ra thì mà nói nếu đấy là cái tài sản mà rất là lớn cho em ấy rồi, thì nếu mà sau cái quá trình mà chở vật liệu nó vẫn hỏng hóc như thế nào thì em sửa sẽ không có tiền để mà sửa nữa cô bác, nên là chú Lực quyết định là lấy con xe cũ của cháu Lực cho em sửa cho em ấy chở vật liệu đó. Lúc nào mà làm nhà xong thì cháu Lực sẽ tính sâu cô bác ạ. Mỗi lần chở được 2 bao rồi à thanh niên? 2 bao này cũng là 100 cân rồi, ngồi nghỉ uống nước ra đây. Ngồi nghỉ uống nước ra rồi xong ra đi. Vừa rồi gạch thì có thể là các bạn nhỏ ở đây kia ra đây chơi xếp ra đây này cô bác này. Gạch thì không có bị vấn đề gì, bị mất cắp cả cô bác. Như cô bác có theo dõi được cái thước phim hôm trước rồi là phải nói là một cái sự việc mà nó xảy ra. Nhưng mà rất là may là cũng chưa có bị mất cắp gì cả cô bác ạ. Đây Vân, đây ngồi uống nước đã Vân. Anh ngồi nghỉ uống nước. Hay là mỗi người một pep luôn đi. Mỗi cừu một pep luôn, xong là hết thì để đây ông tí lại uống tiếp. Đây mỗi người cốc à. Đây vừa rồi thì anh cũng mua cốc lên thôi. Buộc được không sửa, từ từ nhá. Bé này để đây. Được. Được chưa? Được chưa? Được. Anh cứ buộc đi, anh bấm vào đây rồi. Sát này thì dùng xe máy để kéo luôn đấy nhỉ? Vâng. Này em xử thì rất là chịu khó luôn cô bác ạ. Sắp thanh niên sắp chuẩn bị có nhà mới rồi, cũng rất là vui mừng. Ôi, nước xong rồi á? Vâng. Ngồi nghỉ uống nước đã, ngồi nghỉ anh em mình ngồi uống nước nghỉ một lúc đã. Ok, thế là đi luôn. Dạ.
Từ từ đã, từ từ đã. Nhưng ở đâu ấy? Bài đường này. Được. Được chưa? Được. Thả đi. Ừ, xe không đi được, xe không đi được. Rồi. Thanh niên chở à? Không, em chở đấy. Ờ thế để đấy, đi đi, để xuống. Để, hả? Để chết đây. Thôi được. Ừ. Dây co đây à? Vâng. Sát là chắc là 4 chuyến là hết rồi nhỉ? Vâng. Nãy đi xe thì có bị ngã thế nào không? À? Đi xe có bị ngã thế nào không? Có ấy. Có à? Vâng. Không sao đâu chứ, xe có hỏng không? Không ạ. Hả? À? Không hỏng đâu ạ. Không hỏng đâu à? Cứ chở đi, chở thoải mái đi. Vâng. Còn ngày mai chở gạch thì chắc là phải để làm giá đấy. Vâng. Mai thì chắc có khi là anh phải đi xuống ấy để anh mua xăng lên. Mai nếu mà bạn Trình lên thì có bác cho Lực sẽ điện cho bạn Trình là chở xăng lên luôn. Tại vì là nhà cháu Lực ở chỗ mà cháu Lực đi xuống huyện thì đi rất là xa. Có bị lắc đít không? Hả? Có bị lắc đít không? Không ạ. Buộc này à? Vâng. Bây giờ thì có vẻ đi xe là rất là chắc tay rồi nhỉ? Vâng. Xe mới chở thì có sợ không? Có. Sợ sót xe đấy nhỉ? Vâng. Sót xe là không có gì để sửa đâu. Hôm nay ông ấy đi đâu rồi? Ông ở nhà Trăng Châu đấy. Ông ở nhà Trăng Châu à? Vâng. Thế còn là những công việc này thì ông sẽ không có làm được cô bác ạ. Thì sẽ ở nhà chăn trâu thôi. Bây giờ thì phải nói là mọi cái trách nhiệm thì đều dồn lên hết cho em xử các bác ạ. Ở đây trách nhiệm đây là hộ cháu Lực thôi, chứ không phải là thêm trách nhiệm gì cả. Xỉu có thấy mệt không? Không ạ. Không à? Vâng. Được các bác gửi tiền cho để mình làm nhà thì mình không có nản ý chí nhỉ? Vâng. Đây thì đây thì các em có một cái số phận như vậy, thành ra là các bác là rất là yêu thương các em đấy. Cho nên là mình làm cái gì mình cũng phải là biết ý tứ một chút nhá. Vâng. Ở đây là gỗ của nhà ai đấy? Gỗ của nhà ai đấy, nhà anh à? À anh cũng dùng xe máy để chở đi à? Ôi giời, chở đi tận đâu anh, có đi sao? À ngay dưới này thôi à? À, thế là cũng gần nhà xử đấy nhỉ? Ồ, thế thì đây cũng ghế có to phết nhỉ? Hôm qua dùng ô tô để chở đi à? Chở lên à? À, mua thú tá? Ôi ôi, một cái khúc cây này này cô bác này, có thể nói là còn phải hơn tầm gấp tầm 5 bao xi đấy, chứ không phải là 1-2 bao xi đâu. Mà ở đây thì bà con là dùng, cái này thì dùng người vác như anh bây giờ ấy. Ui. Ủa. À. Thế bây giờ là mình chở cái nhỏ thôi nhỉ? Ừ. Đấy, anh bảo là hôm qua là vác ra chở là rất là mệt rồi. Nước để đây có sợ mất không nhỉ? Không sợ đâu nhá. Uống nước đi, uống nước đi, uống nước xong đi. Này. Uống nước đã. Đấy, cứ uống nước đi. Khát thì uống, như chứ không là khát không, người ta bảo là mình đói thà nhịn cơm chứ không nhịn khát đấy. Xi thì tí chở hết rồi nhỉ, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 gần 20 bao nữa cô bác ạ. Sắt thì một tí nữa thì cũng hết rồi. Này, thanh niên trên kia này, cô bác này cũng dùng xe máy để chở như này. Còn bây giờ thì nhà của em xử thì em ấy sẽ dùng xe máy để kéo sắt đi. Em đi trước nha. Đấy, đường mọi cái nó khô thì phải nói là vận chuyển vật liệu rất là dễ dàng cô bác ạ. Nhưng mà nếu mà đường nó mà bị ướt ấy. Ôi 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 ôi. Hiện thật nhá. Đấy. Đường nó mà bị ướt ấy thì thật sự ra là đi rất là khó cô bác. Thành ra là cái tiến độ của nhà ba ông cháu thì sẽ chậm hơn cái dự đoán của cháu Lực nói một chút.
thì rất là mong có ba anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực. Cố lên. Đấy, do là không lấy đà được cô bác, thành ra là nó bị do là không lấy đà được cho nên là không có lên được dốc cô bác, chỗ này là phải lấy đà. Chở sát đìa nó dài hơn thì chắc chắn là nó sẽ khó hơn chở xi, sẽ chở gạch một chút cô bác. Tối qua thì có một cái sự việc như vậy cô bác, thành ra là cháu Lực cùng em Sử là phải gấp rút là vận chuyển sắt với lại xi đi vào trước, chứ để tránh trường hợp như tối hôm qua thì rất là sợ. Này nếu mà dùng xe mới của em Sử chở đây các bác thì phải nói là rất là phá xe luôn, thì chỉ sợ là bị đổ hay là nó bị vướng yếm nó bay ra thì cũng rất là xót xe. Có những cái công việc gì mà càng khó thì phải càng tìm cách xử lý của nó. Xử lý thì nó mới ra việc được cô bác. Chứ không là có một số trường hợp thì bảo là đường khó quá. Ôi khó quá như này thì không có làm được thế. Không có làm được. Đến nhà rồi à? Nhanh đấy nhờ. Thôi Sứ ơi, cái em 2 xe nữa mà em. Thôi. Máy thanh niên mà chở xi măng này thì sẽ lấy thuê luôn các bác ạ. Cũng có được cháu Lực cũng đọc ở trên bình luận thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực rằng là hai anh em lấy thuê một chút đi, thì cháu Lực cũng có cân đo đong đếm và sẽ quyết định là lấy thuê để chở nữa. Xe của cháu Lực thì có vẻ như là nó cũng hơi yếu rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng mua từ rất là lâu rồi, xe này là xe cũ của bố cháu Lực ấy, cho nên là lấy lên chở vật liệu thì nó hay. Từ từ để anh nhấc cho, cứ ngồi đi để anh nhấc cho. Hay có những cái đoạn cua mà nó dài quá các bác thì phải lấy mình phải đi theo để mà nhấc cho nó thẳng. Sau này mà làm nhà xong mọi cái rồi thì làm đường cho các em thêm một cái đường nữa đi xuống đây thì cũng sẽ tiện hơn rất là nhiều cô bác. Đến đấy rồi nhờ. Hả? Để đây. Anh đi sát mình để đây thôi. Mình để vào đây thì không sợ mất đâu nhờ. Vâng. Như tối hôm qua, tối hôm kia Sử có thấy sợ không? Có. Mình rất là sợ vật liệu sẽ mất đúng không? Vâng. Này ở đây là những cái giọt mồ hôi công sức mà các bác gửi cho thì phải nói là anh em cũng rất là sợ các bác ạ.
Ôi cái này phải bỏ ra à? Vâng. Hôm nay Sử có nghe thấy cái giọng anh khắc khắc không? Có. Anh bậy uống à? Anh bị đau họng sắp mất tiếng rồi ấy. Vâng. Thương không? Có. Thương thế có gì cho? Hả? Anh nói nó chiêu em rồi, anh thì không cần em cho anh cái gì cả. Anh em mình cho nhau cái tình cảm, đó là cái đáng để anh em mình trân trọng rồi. Vật chất thì anh em mình không giúp được nhau, nhưng mà tình cảm thì anh em mình phải lúc nào cũng luôn luôn. Thôi. Bây giờ Sử vòng ra chở thêm mấy chuyến nữa nhá. Vâng. Đây ở đây thì Sử chở được 3 chuyến rồi các bác này. Đây, bây giờ thì đi xuống ấy, xem sim một chút. Đấy ở đây thì Sử cũng đã chở được 3 chuyến rồi các bác này. 3 chuyến là mỗi chuyến là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cây. 3, 5, 15 là chở được 15 cây rồi. Có những bó thì 6 cây thì hơn một chút. Đấy vật xi măng thì bây giờ cháu Lực cũng đã bảo các em là chở ra thì bây giờ cũng được gần là hơn 50 mấy bao rồi các bác. Ở trên kia thì còn gần hơn 20 bao hay là gần 20 bao nữa thì cũng hết rồi. Như chuyến vật liệu hôm trước thì cháu Lực với em Sử thì cũng chỉ có chở được 10 bao thôi. Hôm nay thì cái chỗ này thì cháu Lực cũng chọn là để lên trên cây sao mộc đấy các bác, sẽ không có mưa, sợ mà mưa xuống được. Hay một tí nữa thì cháu Lực sẽ chở đến đây và đếm lại thêm một lần nữa. Chở hết thì cháu Lực sẽ đếm lại thêm một lần nữa. Để đến đêm thì thỉnh thoảng là cho em Sử, em ấy lên ngó co một chút. Hay các thanh niên kia lại chở xi tới đến nơi rồi các bác này. Hay cái ngôi nhà của ba ông cháu là cái ngôi nhà mà đầu tay, cái ngôi nhà mà thuyền nghiện mà đầu tiên của cháu Lực. Cháu Lực cũng phải là cân nhắc thật là kỹ thì cháu Lực mới dám đưa ra quyết định để mà làm. Ở đây thì không phải là cháu Lực làm theo cái ý kiến của cháu Lực đâu các bác. Cháu Lực còn phải xin tất cả các ý kiến của các mạnh thường quân. Thì nếu mà được các mạnh thường quân đồng ý cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ tiến hành là làm như vậy các bác. Xi măng này thì hiện tại thì cháu Lực sẽ lấy là 80 bao trước các bác. Lúc nào mà dùng hết 80 bao này thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là lấy thêm vào các bác ạ. Chứ để mà bây giờ mình lấy về nhiều quá thì trong cái khoảng thời gian đấy có gặp những cái cơn mưa nào kéo dài từ 1-2 ngày nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút gì đấy các bác. Cho nên là dùng hết thì lấy lại sau. Cứ lấy về bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu rồi thì lại lấy lại các bác. Đấy, thời tiết hôm nay thì có vẻ như là âm u một chút rồi các bác này. Cháu Lực cũng xem mà dự báo thời tiết là trong vài ngày tới thì sẽ có một cái cơn bão mà cháu Lực sợ là nó ảnh hưởng tới cái khu ở trên này cháu Lực đang ở cô bác, thành ra là phải cấp tốc và gấp rút để vận chuyển vật liệu đi vào hết á. Hay phải nói là các thanh niên ở trên này cô bác tay lái rất là cực cấp này cô bác này. Lái 2 bao xi. Đây thì cũng giống như hôm nọ cháu Lực với em Sử lái cả thôi cô bác. Sau mấy quãng thời gian mà nếu mà chở xi quá lâu thì xe là chắc chắn là sẽ bị một chút ra gì đấy rồi. Phanh ABS. Rồi. Vân đây cẩn thận em nhá. Xe Vân còn rất là mới đấy. Hai nhỉ? Được chưa? Đường 2 thật. Đường 2 thật à? Kéo anh đưa cho thì có ấm không? Có thích không? Có cả mú luôn nhỉ? Đùa đâu. Nóng quá. Nóng quá rồi à? Ừ. Còn mỗi người tầm 2-3 chuyến là hết rồi nhỉ? Còn 21 bao nữa. 21 bao à? 21 bao chia cho 3. Nói anh với Sử chở được 10 bao rồi mà. Này cứ xếp cao cao lên một chút nhá. À đây cứ xếp ra bên kia. Xếp ra đến đầu này nhiều hơn nhá. Đầu bên kia thì nó có một tí kiểu nước à. Oh.
Ôi, cũng có đeo khẩu trang vào không đấy? Hả? Hả? Thế à? Nên khẩu trang hôm nay anh cũng mang lên rồi, hôm qua cũng dùng hết rồi, hôm qua hai anh em cũng dùng hết rồi. Nói là chợ Si này cũng rất là bụi cô bác. Có rất là nhiều cô bác anh chị cũng có bảo cho Lực rằng là cho các em chợ Si thì các em cho các em phải là đeo khẩu trang vào, nhưng mà có khi là các em không muốn đeo khẩu trang là bao nhiêu cô bác? Vân đi khẩu trang không muốn đeo khẩu trang không? Bây giờ nóng quá. Nóng quá à? Như hôm qua Sử có bảo cho Lực rằng là đeo khẩu trang là khó thở quá cô bác. Phải bỏ ra, đeo không quen nữa. Ô, xe thanh niên này bị hỏng hết rồi. Vừa hỏng à? Hỏng lâu rồi. Hỏng lâu rồi à? À, thanh niên có hai xe đúng không? Đi làm tự mua được hay là như nào? Anh trai mua rồi. Anh trai mua à? Ừ. Ngồi bụi nhỉ? Rồi. Được. Đẳng cấp đây, đẳng cấp đây. Trơn rồi, trơn rồi. Quay dài. Ui. Được chưa, được chưa? À, để anh. Nhảy như ngựa luôn các bác ạ. Thấy có vẻ như là cái nguồn nước này sắp hết rồi các bác này. Sắp cạn rồi, còn một tí thôi. Hay sau này thì ở chỗ này thì sẽ làm cái rãnh mà chảy xung quanh nhà luôn. Đấy, đến lúc nào mà có nước ấy các bác thì nó sẽ chảy ra hai bên, nó sẽ không chảy vào nhà. Đấy, còn sắt thì để lên trên này cũng được này các bác này. Vào cái chỗ của nhà các em rồi, vật liệu vào đến đây thì rất là yên tâm rồi, sẽ không có chuyện gì mà xảy ra nữa đâu. Xe anh để kia có vướng không? Xe có tôi bay vướng không vướng à? Bố vướng không ra? Em hay hay phải. Ừ. Xe này một tí mình kéo ra bên kia nhá. Xong rồi mình lấy bạt ra phủ nó ngay. Xe này hả? Ừ. Mình kéo ra để giữa cái này nhá. Lấy cái dây neo Sứ ơi. Hả? Này tí mình kéo ra để dưới nhá. Xong rồi lấy bạt kia che. Đúng không?
Đây con ở đây thì sát này thì cháu Đức sẽ chọn để làm cái phần phần răng ấy các bác. Đây cái sát này thì cháu Đức sẽ để mà lúc mà đổ đồ mái các bác. Đây cái sát này thì bây giờ cứ để tạo nên đá một tí nữa thì cháu Đức sẽ lăn đi xuống cái chốn nền nhà, xong là để xong đấy, xong là dùng cái tấm bạt để mà che lại, chứ để tránh trường hợp là nó sẽ bị dỉ các bác. Thế bây giờ thì cháu Đức sẽ lại di chuyển ra bên điểm trường kia để xem mấy anh em là chở như thế nào thôi, và cho cô bác anh chị cùng xem. Đi đi anh. Sau một quãng thời gian mà mấy anh em cùng nhau thì bây giờ cũng sẽ chở hết rồi cô bác. Ở bên kia thì còn đâu nhỉ, 4 bao nữa là cũng hết rồi. Còn sắt thì bây giờ đã che hết rồi, sắt thì bây giờ em xử đã chở hết rồi cô bác ạ. Ok không? Ok đấy. Ok thôi à? Vâng. Anh ấy chân xử đây bảo là bị làm sao này, không nói là bị ngã ở đi đây cỏ bị ngã đúng không? Vâng. Nhưng mà đây là không phải là bị ghẻ đúng không? Ở đây thì không phải là bị ghẻ đâu cô bác này, là nó bị nó có một chút cái tế bào da chết thôi, xong mà xử lại bóc đi thành ra là nó cứ bị lan ra thôi. Cháu vét xác ở dưới kia.
Hả? À, thế kéo ra hết nhá, kéo đây nhá. Ừ. Bây giờ thì xử trở về trước đi, xử kéo sắt đi ra để ở dưới cái nền nhà nhá. Cả sắt cuộn nó hết nhá. Hay xong thì anh sẽ kéo cái bạt này đi này. Thế bây giờ thì đưa cô bác đi xem cái chỗ và hôm nọ anh em mình đuổi theo trộm nhỉ. Đợi xử buộc hết đó cô bác. Bây giờ còn chỉ còn thì còn gạch với lại bột đá nữa. Thế tối hôm nọ thì với em xử cô bác thì có trộm người ta vào rình mò. Tối hôm qua cô bác thì có trộm người ta vào rình mò. Thế là cháu Lực với em xử là đuổi. Thế là có một một người thì sẽ chạy đi vào hướng này này cô bác này. Còn là một người thì chạy ra tít hướng bên kia kìa. Xong là bật ra cái đèn pin quay lại kìa. Hay ở đây thì đây này cô bác này, người ta nhảy ông kẻ trộm ấy nhảy từ hướng này đi luôn này cô bác này. Hay ở đây thì cháu Lực sẽ không nói ấy nữa. Cháu Lực không sẽ nói người nào nữa mà cháu Lực sẽ chỉ thẳng là kẻ trộm luôn cô bác. Thế nhảy đi xuống đường này và men đi theo đường đi xuống đường kia luôn cô bác. Thì ở đây thì có vẻ như là người ta đã về rình rập rồi đó cô bác. Giờ đi xử chữa chờ đi nhá. Gạch thì bây giờ cũng sắp hết rồi cô bác. Bây giờ xi thì cũng sắp hết rồi. Mấy thanh niên kia về mỗi người một chuyến là hết rồi. Hay có vẻ như là bây giờ là các cháu ở trên này cũng chuẩn bị nghỉ rồi. Thấy phụ huynh ra đón rất là nhiều. Này Sứ ơi, từ từ nhá. Chỗ này đi. À thôi. Đi. Sẽ để lại đây để mai tiếp tục uống. Bây giờ bây đây. Sẽ yếu rồi. Dạ. Yếu rồi. Đau chân quá. Đau chân à? Đấy ở bên kia thì bây giờ đã chở hết sắt với lại xi rồi. Cho nên là cháu Lực sẽ lấy lại bàn về để che sắt cô bác ạ. Bây giờ thì em xử đang kéo sắt đi để dưới nền nhà rồi. Xong thì một tí nữa sẽ lấy cái tấm bạt che lên thì nó sẽ không có bị sợ là bị gì nữa. Kéo được không? Bây giờ thả xuống nha, anh ở dưới kéo nhá.
Từ từ nhá, anh kéo kéo này nhá. Ôi. Ô, kẹp tay đau quá. Ù. Thả đi. Thả cẩn thận nhá. Sát nó khô mắt rồi đấy. Ok em yêu. Làm một tí thôi cảm thấy là nóng với cả người rồi các bác ạ. Ui, nói cái gì đây? Xiếc à? Đấy nha, chân nha, chân nha, chân nha. Thả từ thôi. Thả từ, thôi. Ê, hôm nọ đi à, cho Lực cũng đọc được à, những ý kiến của cô bác anh chị ở trên kênh đóng góp rằng là lấy cháu chở ấy cô bác. Hay lấy mấy nữa đến lúc mà chở gạch với lại chở bột đá này, với lại chở cát này các bác. Thì chắc là có lẽ là sẽ dùng trâu để kéo. Cũng được đấy các bác. Trâu thì liệu kéo được được đá không? Được bột đá không? Không á? Nhưng mà nó không đi à? Mình còn lấy kéo cái này được mà. Trâu thì để xây nhanh hơn. Nhanh hơn, xây nhanh hơn à? Bây giờ em đếm sát đi. Đủ à? Đủ không? Đến đây nào. Đúng rồi. Tất cả là 32 cây. Đủ chưa? Đủ cái này. Em đếm tất cả là tổng là bao nhiêu cây? 32 cây là đủ đúng không? Giờ tổng tất cả là 32 cây là đủ rồi. Đấy, cái phần cái sắt này thì là cái sắt này mình sẽ để làm cái cột của nó này. Này, với lại mình nhờ máy nước mình đổ dầm nữa. Răng nữa. Bây giờ thì em chạy ra kia lấy bạt đây. Anh em mình phủ nó cho nó xong đi. Anh để ở trên nền nhà thì không có sợ như là tối hôm trước rồi cô bác này. Thỉnh thoảng đêm thì cầm đèn pin lên soi thì nhá.
xe cho chéo đi anh. Này từ bên này nhiều không? Được chưa? Mang đá ném ở trên mấy cái đi. Rìa này, rìa nó hay thổi này. Thế bây giờ thì đợi mấy thanh niên kia ra để anh em mình phủ thêm xi ra đấy nữa. Quan trọng nhất là cái phần dế bị mất nhất này các bác này, thì đá vận chuyển là xong rồi. Ấy bây giờ buổi tối nay thì anh em mình không phải ra kia ngủ nữa. Vâng. Cái bạn này liệu thì có đủ sức không đấy, đủ không? Không khéo lại chạy ra kia lấy cái bạn kia về đấy. Vâng. Anh em mình phủ cái nào xem là nó vừa không? Vâng. Nếu mà không vừa thì anh em mình ôi trời, trời, trời. Sao? Em kéo bên kia này xem đúng không? Đúng không? Kéo đi. Đúng không? Ôi có vẻ như là em sẽ chạy ra kia lấy bạt kia về nữa nhá. Vâng. Thì tấm bạt là anh che cái kia kìa. Đấy. Thế bây giờ thì sẽ để sửa chạy ra bên kia lấy thêm một chút bạt nữa. Vén xuống đấy sửa ơi. Để mày thích như kia úp xuống đó. Vén xuống. Hả? Vén xuống. Còn mấy bao nữa mà. Vâng. Bây giờ em chạy ra kia lấy thêm tấm bạt kia nhá. Vâng. Thế bây giờ thì sẽ chạy ra kia lấy tấm bạt nữa để che thì mới đủ được cái phần xi đó các bác này. Cái xi thì bây giờ che lên mọi cái thì chỗ này là rất là cao rồi các bác nhá. Rất là yên tâm rồi. Hôm nọ thì ở bên kia thì cũng có rất là nhiều các bác nói với cháu Lực rằng là để thấp quá ấy. Thì lúc lấy cháu Lực tính là để một đêm thôi. Qua đến hôm sau thì cháu Lực sẽ chở vào hết luôn. Nhưng mà do là không may là mấy anh em chưa có chở được vào, với lại chưa có chở được hết, thì chỉ có chở được một ít thôi. Bây giờ thì sẽ động đi chạy đằng kia để lấy thêm bạt nữa về tre. Thanh niên này ngã xe à? Ôi, có bị làm sao, người có bị làm sao không? Không bị sao à? Thanh niên này rồi thì không may là bị ngã xe các bác. Bị đổ xe chứ không phải là bị ngã. Đủ chưa? Hết chưa? Rồi vừa rồi anh đếm thì cũng đủ 80 bao rồi. Cái xi thì vừa rồi cháu Lực cũng đã đếm rồi các bác. Thêm 6 bao này nữa thì cũng đủ rồi. Không có bị mất và bị hao hụt cái bao nào các bác nhá. Thanh niên này để em bên này, thanh niên này để bên này. Không tí bạt nó không tới. Bạt nó không tới, hộ anh tí. Ném lên cao tí. Đấy. Rồi hộ anh đi nhá, tí bạt nó không tới. Rồi, anh cảm ơn. Vân này phải ném lên trên này nhá, tí bạt anh nó không tới. Rồi, anh cảm ơn Vân đó nhá. Thôi tí lậu. Rảnh đâu. Thôi kia không được đâu, tí nó đổ đấy. Thế mấy thanh niên này thì hôm nay có vẻ là cũng thấm mệt rồi các bác ạ. Cho che á, một chế nữa mấy. Ôi, tí nó chờ đây để lên cao tí nhá.
Thế bây giờ thì đợi em sửa đi lấy bạt về nữa, che là được rồi cô bác. Vân tới nay lại ra kia ngủ nhá. Đâu? Vân tới nay có đi ra kia ngủ với anh không? Có. Có à? Ừ. Nhưng mà tối nay anh em mình không ở trong nữa đâu. Chở hết cái này về rồi. Thanh niên này, hộ anh kéo cái bạt kia lên đấy. Nóng á? Vất quá à? Cái này phải đắp nhiều chăn. Kéo ra bên kia đi em này, kéo dứt ra kia đi. Thôi kéo. Che đi rồi, được chưa? Trên này em này, kéo thấp xuống. Đấy. Thấp xuống. Hả? Ôi Hải à. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Ôi Hải thì vừa đi học về luôn à? Vâng. Đi bộ lên à? Vâng. Ồ, này đi bộ lên đi học về cô bác. Ở trên người thì còn chưa tháo cái tấm khăn quàng đỏ đâu. Bỏ nó ra đi, xong rồi lấy tấm bạt nó ra đây, che nó đây là được rồi. Úi. Ây. Xe tới đây để đi đây được không, sư? Hả? Xe tới đây để đây được không? Để mà. Để đây này. Tôi lên đây ngủ trong vật liệu nhá. Vâng. Anh nói đùa thôi, ở đây không phải trong nữa đâu. Đây đây đây. Thỉnh thoảng lên xem thôi. Ra bên này đi, ra bên kia đi. Vừa là cả xe này, nhìn nhá này mà thế. Ôi. Kéo kia đây. Nhặt đá để lên trên cái này vài cái đi sửa. Vâng. Hả? Căng lên chẳng lâu ha. Sư ơi, lấy đá ném lên trên này nhá. Đây, lấy nước cho các thanh niên uống đi. Uống nước ra. Uống đây ra. Ừ. Đây, cùng hộ anh em ném mấy cái quả đá lên trên này đi. Lê à? Cả. Uống nước ra. Quật sao? Đây, nhặt mấy quả đá lên trên này. Ngồi nghỉ uống nước ra. Giờ chở hết còn gì nữa. Thế thôi. Ui. Cái gì đây? Vàng à? Ui ơi, vàng bao nhiêu cang ấy? Hả? Vậy ơi. Để bao tiền? Vàng này bao tiền? 200 thôi. Ui, 200 à? Cho anh xem đi được không? 200 triệu hay là 200 nghìn? 200 nghìn thôi. 200 nghìn nữa? Ừ. Ui, tưởng là vàng thật đấy cô bác này. Tưởng là 200 này cho Lực. Lực tưởng là 200 triệu chứ. Bây giờ 200 triệu. Là gì ấy nhở? Mà. Đùa đâu. Cảm thấy là đeo tí dây vàng nó tự tin hơn hẳn đấy, sử cho nào. Nhưng mà dây vàng này là vàng giả đấy nhỉ, đúng không? Ừ, được đấy. Đúng chất dân chơi đấy nhở. Rapper luôn đấy, đừng có đùa. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đấy. Trong lúc mệt mỏi thì trêu mấy anh em một chút đấy cô bác, cho bớt cái không khí mà mệt mỏi của mình đi. Uống nước đi. Thanh niên anh em uống nước nhá. À. Đi kìa. Đang cạnh nhà bếp. Ôi, cô uống nước cô. Uống nước, bữa nay chị nắp nào. Mày nắp à? Thằng nào nắp. Nè à, ôi giời. Bữa nay mà bạn láng hót biến. Chị ra đây không nhớ chị. Chị, đây uống nước. Hoa, đây uống nước hoa.
Hay bây giờ thì sát với si thì cháu Lực với em Sử với lại mấy thanh niên này thì đã cũng đã chở hết rồi các bác nhá. Hay ở bên kia thì bây giờ chỉ còn gạch này, đá này. Vâng. Với lại cát thôi. Vâng. Đấy. Ngày mai thì anh em mình sẽ lại phải vận chuyển cát vào trước, đúng không? Xong mà gọi thợ lên đây. Chắc là mai thợ là cũng lên đây làm lán rồi. Vâng. Hay người ta sẽ làm lán ở một bất kỳ ở chỗ này này. Vâng. Đấy thì lúc đấy mình sẽ giao vật liệu cho người ta luôn. Vâng. Thì mất thì lúc đấy mình chỉ có biết bảo người ta thôi. Vâng. Đấy. Và anh cũng dặn em thêm một lần nhé. Buổi tối thì thỉnh thoảng mà lên đây ngó qua một chút nhé. Vâng. Đấy. Bây giờ thì chỉ cần thời gian thôi thì là em sẽ có nhà thôi. Vâng. Đấy. Chỉ cần là thời gian nữa thôi. Hay thời gian thì thời tiết ủng hộ mình càng thêm về sau nữa thì mình sẽ làm ngôi nhà càng nhanh càng sớm một tốt. Vâng. Làm cho em trước lúc mà Tết đấy. Vâng. Kịp mà cái mùa đông. Đấy. Vâng. Nha. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.